Vâng, xin chào tất cả các bạn, và mình là Quyết Đào, admin của Forum Center. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm các cái vấn đề, ba vấn đề chính, đúng không ạ? Thứ nhất là vấn đề liên quan đến dropshipping, thứ hai là affiliate, thứ ba là các cái cơ hội ở trong Forum Center, đúng không ạ? Cái Zoom này có ý nghĩa mang tính chất định hướng, và nó là cái lộ trình của anh em mà muốn kiếm tiền online theo cái hình thức là kinh doanh, đúng không ạ? Và kiếm tiền online với hình thức là không vốn, đúng không ạ? Vốn không đồng hoặc là rất là ít, đúng không? Thì anh có thể là vận dụng cái kiến thức này cho cái công việc ở trong 2021 của mình, đúng không ạ? Và với cái kinh nghiệm của một cái người đi trước, đúng không? Có những cái thành tựu cơ bản, và rất là nhiều anh em mình, đúng không ạ, có cái nguyện vọng là mong muốn admin chia sẻ, đúng không ạ, mong muốn admin trao đổi những cái kiến thức cũng giống như là những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà làm online để đạt được những cái thành công nhất định, đúng không ạ? Thì cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, đúng không ạ? Mong rằng anh em mình có cái ghi chép, đúng không ạ? Rồi là có những cái ghi chú lại để làm hiệu quả hơn nữa trong cái con đường. Và ngày hôm nay mới là ngày mùng 9, đúng không ạ? Nếu như mà theo lịch âm thì là vẫn là đang là mùng 9 Tết, đúng không ạ? Và anh em mình ở trong đây buổi Zoom ngày hôm nay thì, và sau này nó là cái định hướng cho mình trong một năm 2021 này, thậm chí là trong 2022 chúng ta phải làm cho kỳ được những cái vấn đề liên quan đến kinh doanh online, liên quan đến dropshipping, liên quan đến affiliate, đúng không ạ? Và nó có bản chất, nó bản chất của nó, đúng không? Và sau đây thì tôi sẽ đi sâu hơn, xoáy sâu hơn và mổ xẻ những cái vấn đề này cho anh mình xem là cái cơ hội này nó là như thế nào, đúng không ạ? Và bây giờ là sẽ quay màn hình, đúng không ạ? Xem cho anh mình xem cái màn hình nhé, đúng không ạ? Và ở đây là cái bài học, đúng không ạ, cho cộng đồng Forum Center, đúng không ạ, cái dropshipping và affiliate marketing trong 2021 của Forum Center. Thì bây giờ là chúng ta cùng tìm hiểu dropshipping trước, đúng không ạ? Trong cái Zoom này thì em Minh sẽ nói ngắn gọn thôi, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề về affiliate marketing, đúng không ạ, những cái kiến thức cơ bản nhất, đúng không ạ, mang tính chất định hướng, đó là cái cơ hội để kiếm tiền hay là cơ hội, đúng không ạ, cơ hội trong Forum Center. Cái này sẽ giải nghĩa cho anh mình biết những cái điều như thế này. Một là dropshipping, em sẽ nói sơ qua dropshipping là gì, affiliate marketing là gì, rồi là cơ hội trong Forum Center là gì, cơ hội bình thường là như thế nào, cơ hội VIP member là như thế nào, đúng không ạ? Và định hướng cho 2021 chúng ta cần phải đi xoáy sâu vào những cái vấn đề gì, đúng không ạ, để tạo ra được cái thành công, tạo ra được cái dòng tiền, tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ, đến từ cái việc mà chúng ta chủ động làm kinh doanh, làm xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Hệ thống ở đây nó gồm rất là nhiều hệ thống, như là hệ thống kênh, hệ thống content, hệ thống đội nhóm, đúng không ạ? Hệ thống đối tác, tất cả những cái đó nó gọi là hệ thống, đúng không ạ? Ok, và bây giờ chúng ta tìm hiểu về dropshipping. Thì dropshipping là một cái thuật ngữ được nhắc đến khá là nhiều trong cuối năm 2021, cuối năm 2020, đúng không ạ? Và đầu 2021 này thì chắc chắn rằng cái hình thức này nó đang nổi lên như là một cái vấn đề mới, đúng không ạ? Tại vì trong dropship thì chúng ta có rất là nhiều lợi thế, đúng không ạ? Dropship định nghĩa, đúng không ạ, khái niệm là dropshipping, đúng không ạ, là gì ạ, là kinh doanh, đúng không ạ, qua khâu vận chuyển. Vậy thì cái khâu vận chuyển này, đúng không ạ, khâu vận chuyển này dành cho ai ạ, dành cho cái kho hàng, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái kho hàng, đúng không ạ, người ta sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển của mình, thì cái người, đúng không ạ, nó sẽ có các cái mối quan hệ sau. Một là người làm dropship, gọi là dropshipper, đúng không ạ? Thứ hai là nguồn cung cấp, đúng không ạ? Như vậy đi, đúng không ạ? Và đây là hai mối quan hệ, đúng không ạ, chủ yếu trong làm dropship. Còn một cái vấn đề đó là marketing, đúng không? Marketing để tạo ra nguồn, tạo ra gì ạ, đơn hàng. Thì dropshipper có nhiệm vụ là làm marketing này, làm marketing này, đúng không? Báo đơn này, báo đơn, và báo đơn cái gì ạ, báo hai, báo đơn gồm là mã đơn hàng, đúng không ạ, cộng với thông tin chuyển khoản. Thì khi mà cho gì ạ, cho cái nguồn cung cấp ở dưới này, thì khi một cái nguồn cung cấp, đúng không ạ, người ta nhận được đơn hàng của mình, mã đơn hàng nhé, cái mã đơn hàng này, đúng không ạ, nhận được mã đơn hàng, cái này là cái điều quan trọng này, đúng không ạ, người ta nhận được mã đơn hàng và thông tin chuyển khoản,
Tức là đúng ạ, họ nhận được đúng ạ, nhận được cái thông thông số và cái mã sản phẩm đó thì gì ạ, thì cái nguồn cung cấp sẽ đóng gói đúng ạ, nhiệm vụ là đóng gói này đúng ạ, viết mã đơn hàng lên gói hàng cho nó chính xác và ship đúng ạ, và ship đúng ạ, ship tới tay khách hàng. Vì sao? Và anh em mình ngay chỗ này nha, ngay chỗ này thì bây giờ là làm sao để vận hành cái quy trình này đúng không ạ, thì cái bạn đúng không ạ, cái người mà làm dropshipper này đúng không ạ, chúng ta có thể sử dụng những cái kênh để gì ạ, tạo ra mã đơn hàng. Một là những cái kênh thương mại điện tử, Shopee, Lazada đúng không ạ, vân vân, xem đó. Tức là các cái kênh thương mại điện tử này nó tự tạo ra mã đơn hàng rồi đúng không ạ, và chỉ cần đưa cái mã đơn hàng cộng thông tin chuyển khoản cho cái sản phẩm đó thôi đúng không ạ, quảng bá một cái sản phẩm A đúng không ạ, đấy, cho khách, cho cái nguồn cung cấp đúng không ạ, thì cái nguồn cung cấp sẽ đóng gói cho mình đúng không ạ, và ship tới tay khách hàng đúng không ạ, trước khi, sau khi mà khách hàng nhận được thì nó sẽ đổ tiền về các cái kênh này đúng không ạ, đổ tiền về kênh này. Thứ hai là nếu như mà mình marketing ở cái kênh không phải là sàn thương mại điện tử đó thì bây giờ làm sao đúng không ạ, thì không phải thông qua sàn thì chúng ta sử dụng các cái app giao hàng. App giao hàng nó sẽ gồm như là giao hàng tiết kiệm đúng không ạ, đúng không ạ, app như là giao hàng tiết kiệm này đúng không ạ, như là giao hàng nhanh này, như là Viettel Bot này, Viettel Bot này đúng không ạ, vân vân đúng không ạ, tự tạo ra đúng không ạ, chúng ta lấy thông tin khách hàng rồi chúng ta tự tạo ra đơn hàng đúng không ạ, và lấy cái đơn hàng này gửi cho nhà cung cấp đúng không ạ, thế thôi. Còn marketing thì chúng ta, đây là vấn đề quan trọng, tức là bây giờ bạn kiếm được nguồn cung cấp rồi, có được sản phẩm rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để bán được hàng, thì bây giờ bạn tập trung vào marketing, và marketing này nó gồm rất rất nhiều cách marketing đúng không ạ, và cái phần marketing này thì nói sơ thôi là ví dụ như chúng ta quảng bá trên Facebook này đúng không ạ, chúng ta tạo ra các cái kênh thương mại điện tử này, thương mại điện tử này đúng không ạ, chúng ta có thể gì ạ, tạo ra up lên các cái kênh như là social network này, network gồm rất là nhiều đúng không ạ, như là YouTube, như là TikTok đúng không ạ, những cái kênh mà mang tính chất cộng đồng đúng không ạ, đấy, cộng đồng, hoặc là tự tạo ra website này, blog này để chúng ta bán hàng này đúng không ạ, thì đây là gọi là marketing online đó đúng không ạ, thậm chí là chúng ta mở ra những cái showroom đúng không ạ, showroom đúng không ạ, thì đây đây là cái vấn đề đúng không ạ, thì đây là những cái vấn đề mang tính chất trọng tâm trong dropshipping đúng không ạ. Và bây giờ nguồn cung cấp như thế nào đấy, thì hiện tại thì chúng ta ở trong Fulfillment Center admin đã có gì ạ, các bạn khi mà tham gia các cái nhóm đúng không ạ, các bạn sẽ được tham gia các cái nhóm tổng đúng không ạ, tham gia các cái nhóm tổng như thế này đúng không ạ, tham gia các nhóm tổng như là tổng 10 chẳng hạn đúng không ạ, đây cái tổng 10 như thế này đúng không ạ, ví dụ như vậy thì ở trên này đúng không ạ, admin đã ghim 12 ngách đúng không ạ, sau này sẽ là rất là nhiều ngách nữa đúng không ạ, sau này là nhiều ngách hơn nữa, thậm chí là 13 14 ngách, và mục tiêu trong 2021 là sẽ có 20 ngách để chúng ta làm, và toàn những ngách hot như là phụ kiện điện thoại, visa, đồng hồ, ba lô, túi sách, vòng phong thủy đúng không ạ, trang sức đúng không ạ, thời trang, giày công sở, visa cao cấp, đặc sản, đây là toàn những cái sản phẩm rất là hot đúng không ạ, sản phẩm rất là hot đấy, sản phẩm rất hot để chúng ta làm đúng không ạ, và đây có cái nguồn sẵn rồi, ví dụ như là mình vào trong thời trang chẳng hạn đúng không ạ, thời trang chẳng hạn, thì trong cái ngách thời trang này có bài ghim, và để đây là trong này nó chứa file hình ảnh, mình bấm vào chỗ này đúng không ạ, bấm vào file hình ảnh thì luôn luôn ở trong các cái ngách nó đều có bài ghim hết. Nếu như bạn không nhìn thấy bài ghim ở trong các cái nhóm này á, thì anh em mình có thể inbox vào trong đây đúng không ạ, hỏi là mình cho mình biết là cái nguồn hàng như thế nào đúng không ạ, mình không có thể nhìn thấy bài ghim đúng không ạ, thì ở trong đây ví dụ như ở đây đúng không ạ, thì nguồn hàng như thế này đúng không ạ, viên cái áo thun này đúng không ạ, có cái giá mà đang được giảm giá 25 ngàn đây, thì là nó còn là bảy là bao nhiêu ạ, nó sẽ gồm là 70 ngàn cái áo này đúng chưa ạ, rất là rẻ đúng không ạ, đấy ví dụ như thế, ví dụ như này này, anh em mà được giá VIP thì xíu này mình sẽ nói là tại sao lại có giá VIP, tại sao lại giá drop ship đúng không ạ, ok, và đây này cũng vậy, và rất là nhiều mã áo khoác dù, áo nỉ bông đúng không ạ, áo hoodie, ví dụ đây là một ngách thời trang thôi, nó hơn khoảng tầm gần 500 mã, thực tế là khoảng 1.000 mã để chúng ta có thể làm được drop ship thoải mái luôn đúng không ạ, giá như này thoải mái cạnh tranh, ví dụ cái áo này đúng không ạ, à, chúng ta triển khai marketing mà chúng ta bán 149k lời 50.000 một đơn đúng không ạ? Một, chúng ta đặt ra target là khoảng 1.000 đơn thôi là đã có 50 triệu rồi, và 1.000 đơn là điều rất là bình thường đúng không ạ? Rất là đơn giản trong cái quá trình mà làm marketing nha, không có quá khó đâu đúng không ạ? Nếu mà chúng ta tập trung vào marketing thì chúng ta sẽ làm thôi, và đây là cái cơ hội đầu tiên dropshipping đúng không ạ?
Thứ hai là affiliate marketing, đúng không? Khái niệm affiliate đó là gì ạ? Đây là hình thức cộng tác viên. Và hình thức đây là hình thức cộng tác viên online, và nó khác từ dropship ở cái chỗ nào? Là khi mà chúng ta đăng ký thì là thường, đúng không ạ? Thường đăng ký qua các mạng lưới affiliate. Mạng lưới affiliate có nghĩa là các cái nền tảng đấy, đúng không ạ? Nền tảng affiliate. Và khi mà tạo, đúng không ạ? À, qua các cái nền tảng này thì có rất là nhiều nền tảng nó liên quan, cũng giống như là ở bên dropship cũng có rất là nhiều sản phẩm mà chúng ta có thể kinh doanh, như là sản phẩm số này, sản phẩm vật chất này, vô cùng nhiều sản phẩm vật chất, đúng không ạ? Nhiều món vô cùng, đúng không ạ? Sản phẩm số, đúng không ạ? Rồi là các cái dịch vụ, đúng không ạ? Vân vân, đúng không ạ? Cái gì cũng có, gì cái gì cũng có ở trên affiliate này. Và khi mà đăng ký cái mạng lưới này thì nó sẽ tạo cho mình một cái link, đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ được tạo ra được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được nhận một link quảng bá, một hoặc nhiều link nhé, một hoặc nhiều link, nhiều link quảng bá, một hoặc nhiều link quảng bá, đúng không ạ? Sản phẩm đó, đúng không ạ? Và ai mà mua qua link, gọi là link affiliate, đúng không ạ? Link affiliate thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng tương ứng. Đúng không ạ? Đây là cái khái niệm mà nó trực quan nhất, đúng không ạ? Có rất là nhiều khái niệm trên internet, đúng không ạ? Còn đây là cái khái niệm trực quan nhất, dễ hiểu nhất, đúng không ạ? Thì bây giờ đầu tiên là nó sẽ phát sinh ra những cái mối quan hệ như thế này, đúng không ạ? Mối quan hệ trong Affi nó cũng giống như dropship, đúng không ạ? Nó cũng sẽ gồm là bản thân bạn, đúng không ạ? Bạn, đúng không ạ? Gọi là publisher, đúng không ạ? Cái người mà làm affiliate gọi là publisher, đúng không ạ? Cái nhà cung cấp, đúng không ạ? Đấy cũng gọi là nhà cung cấp hoặc là nền tảng đi, gỗ này gọi là nền tảng hoặc là nhà cung cấp, đúng không ạ? Cũng là marketing, đúng không ạ? Tương tự, đúng không ạ? Và nên admin vừa xong mới nói rằng cái marketing là cái cốt lõi nhất, đúng không ạ? Cái vấn đề bản chất nhất trong 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 làm kinh doanh hoặc làm kiếm tiền online cũng là marketing hết. Và publisher này thì chúng ta là những người lựa chọn, đúng không ạ? Thì chúng ta là cái việc đơn giản nhất là tạo link affiliate và giải link affiliate nhiều nơi, đúng không ạ? Nhiều nơi hay là tập trung quảng bá đấy, tập trung vào quảng bá. Và ai mà mua qua link affiliate thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng. Và nền tảng nhà cung cấp này ấy, thì người ta sẽ cho mình những cái cách để tạo ra được tài khoản. Bây giờ thì hiện tại như ở trong Forex Center, đúng không ạ? Forex Center cũng có, đúng không ạ? Cũng có cái nền tảng về affiliate này, đúng không ạ? Rồi là như là Asset Trade này, đúng không ạ? Như là Mad Offer này, đúng không ạ? Như là Adflex này, đúng không ạ? Ở nước ngoài quốc tế thì có rất là nhiều cái đơn vị là làm affiliate, đúng không ạ? Như là CG này, như Clickbank này. Nói chung là ở nước ngoài hay là nước mình, đúng không ạ? Thì và rất nhiều, đúng không ạ? Thì nó cũng tương tự như thế thôi, đúng không ạ? Ví dụ nhá. Ví dụ này, mình ví dụ này, ví dụ như là AssetTrade chẳng hạn. Đây, AssetTrade.vn, đúng không ạ? Mình đăng ký, đúng không ạ? Xong rồi mình đăng nhập, đúng không ạ? Nếu mà bạn đăng nhập, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn muốn học cái này thì bạn vào trong blog của admin. Đấy, blog quyết đào, đúng không ạ? Bạn gõ từ khóa AssetTrade. Bạn gõ từ khóa AssetTrade ở trên này. AssetTrade. Đúng không ạ? Thì trong này admin đã có cái bài hướng dẫn ở đây này. Các bước đăng ký này, đúng không ạ? Đấy. Đọc hết cái này thôi là có tài khoản ngay à, đúng không ạ? Đó, đăng ký. Đây là admin là vào luôn. Thì bây giờ là trong này nó có rất là nhiều cái dự án nhé. Vô cùng cái nhiều dự án luôn, đúng không ạ? Vô cùng nhiều dự án, nhiều chiến dịch. Ví dụ như ở đây nó hơn hơn 200 đối tác với AssetTrade, đúng không ạ? Nó là nền tảng affiliate lớn nhất Việt Nam, đúng không ạ? Khi mà ví dụ như là chiến dịch đang chạy này. Đây, ví dụ như là mình sau khi mà mình đã chọn những chiến dịch, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có ví dụ như là vào Vacara đi. Vacara, đây xem trang này. Xem trang nhá. Ví dụ như ở đây là nó liên quan đến các cái thời trang, về thời trang nữ, đúng không ạ? Và đây có rất là nhiều cái mã sản phẩm như này. Thì mình có thể gì ạ? Mình hãy đăng ký xong rồi bắt đầu mình tạo link, bấm vào tạo link, đúng không ạ? Đồng ý điều khoản, đúng không ạ? Thì bây giờ mình lấy cái link gốc này, ví dụ như là admin thấy cái
cái giày này đẹp đúng không ạ, mình click vào cái giày này, copy cái link gốc này đúng không ạ, cần trong xe đúng không ạ, bỏ vào đây, bỏ cái link đúng không ạ, bỏ cái link này đúng không ạ, đây bỏ link này vào đây, tên miền đúng không ạ, mình tạo link rút gọn, bấm tạo đúng không ạ, đây nó sẽ tạo ra cho mình một cái link affiliate như thế này đúng không ạ, đây link affiliate như thế này, đây ạ, đây ạ, đây này link affiliate này, mà ví dụ như bên mình cầm cái link này mình quảng bá ở khắp mọi nơi, ai mà mua qua cái link này của mình ấy, thì mình sẽ nhận hoa hồng, và đây mình sẽ quay lại xem là nó là bao nhiêu phần trăm hoa hồng đúng không ạ, đây là ví dụ như là được hoa hồng tối đa là 8,4% đúng không ạ, tức là cái sản phẩm này nó là khoảng tầm 500 ngàn đi, là 8%, 8 năm 40 đúng không ạ, là được 40 nghìn nếu như ai mua đúng không ạ, và cứ thế thôi đúng không ạ. Và affiliate thì hiện tại trong Fori thì cũng có cái nền tảng và có thể là vào bán hàng trong Fori Center, và đây là cái affiliate, đây là sản phẩm số đúng không ạ, nó có đây là cái sản phẩm vật chất này đúng chưa ạ, còn cái như ở trong Fori là sản phẩm số, bạn có thể là affiliate các cái khóa học, affiliate các cái công cụ phần mềm đúng không ạ, và rất là nhiều bạn có cái mức hoa hồng khi mà tham gia với Forex Center là từ gì ạ? Từ 10 triệu đến 20 triệu. 1 2 triệu thì quá nhiều đúng không ạ? Không không thể đếm hết được. 10 triệu đến 20 triệu là khá là nhiều, cả ngàn đô đúng không ạ? Thì ở trong Forex, ngoài việc mà chúng ta làm dropshipping đúng không ạ? Ngoài việc mà chúng ta làm dropshipping đúng không ạ? Rất là nhiều ngách sản phẩm đây, dropshipping đúng không ạ? Thì chúng ta còn có thể affiliate. Và đây là cái vấn đề mày mình đặt ra trong cái buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Có nghĩa là làm dropship và affiliate song song luôn. Đúng không ạ? Và chỉ có ở trong 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 Fori khi mà chúng ta làm thì chúng ta có thể là đi song hành luôn. Vì gì ạ? Vì nó có đầy đủ các cái công cụ và nền tảng này để chúng ta làm, và có rất là nhiều anh em mình đạt được cái doanh số, cái lợi nhuận nhé. Doanh số thì không có nói rồi, đúng không ạ? À, cái lợi nhuận là hơn 100 triệu một tháng đúng không ạ? Và ở trong đây cũng có đúng không ạ? Xíu nữa đúng không ạ? Xíu nữa admin sẽ mời một số anh em mình có cái mức doanh thu 100 triệu lên trên này đúng không ạ, để nói chuyện với anh em mình đâu, xem nào, mở to lên một tí xem. Có Hảo nhỉ, Hảo còn on không? Đây 100 triệu này vừa xong Nguyễn Thắng này đúng không ạ, chị Chi thì bây cũng đã được vài chục triệu rồi này đúng không ạ. Xíu nữa mình sẽ nghe những cái bạn mà kiếm được khá nhiều tiền, và một số bạn kiếm nhiều tiền nhưng mà im không nói đúng không ạ, nhiều khi anh không biết được đúng không ạ, để lên chia sẻ cho anh em mình đúng không ạ. Và mình có thể tạo ra cái mô hình song song, thì bây giờ là cái đúng không ạ, là cái ví dụ như là cho anh em mình xem một cái mô hình đúng không ạ, mô hình thực tế. Thì mô hình thực tế thì nó rất là nhiều, nhưng mà ở đây mình lấy ví dụ như là về ngách thời trang đi chẳng hạn nhé, ví dụ ngách thời trang đi đúng không ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không ạ, thì ngoài cái asset trade này ra thì bây giờ trước khi mà vào đấy thì mình sẽ giới thiệu cho em mình một số nền tảng affiliate nữa như là Mad Offer. Anh em mình có thể vào gõ Mad Offer đúng không ạ, thì đây cũng là nền tảng tương tự giống như là thằng asset trade, y hệt luôn đúng không ạ. Nó cũng có rất là nhiều đối tác, nhà cung cấp của nó rất là nhiều đúng không ạ, đây nhà cung cấp của nó khá là nhiều, thì cũng tạo ra được link affiliate, ai mua qua link của mình cũng có tiền. Thì đây là những cái nền tảng rất là ok ở Việt Nam này đúng không ạ, tạo và gì ạ, là đăng ký thôi. Còn nước ngoài như là chúng ta có thể đăng ký qua CZ này đúng không ạ, CZ.com, gọi CZ đúng không ạ, CZ.com đúng không ạ. Nền tảng này là nền tảng affiliate khá là nổi tiếng đúng không ạ, và nó có rất là nhiều cái sản phẩm ở chỗ này. Và mình cũng có làm cái affiliate này rất là đây đúng không ạ, mình cũng làm cơ bản đúng không ạ. Đây cũng có một số cái khoản nho nhỏ từ cái nền tảng asset trade này, cái nền tảng CZ này. Asset trade cũng có cái cũng có kết quả nha, ví dụ như cái nick này, hình như là cái nick này có mà có nhiều nick lắm đúng không ạ. Hay vì đây ví dụ như là mình xem cho anh mình xem cái này nha, đây ví dụ như là từ năm ngoái nhá, năm ngoái xem mà năm ngoái cũng làm hai mươi, cho xem nào, đã
Đây. Nó cái này nó chỉ là tính cho mình khoảng 4 tháng thôi đúng không ạ? 4 tháng gì đó. À đây ví dụ như này đúng không ạ? Trong cái tháng này đây, ví dụ như là trong tháng này đây, đúng không ạ? Nhớ cái tài khoản này kiếm được tiền mà, đúng không ạ? Ví dụ như đây, cái tài khoản này với lại mình kiếm được 1 triệu 160 nghìn này, đúng không ạ? Đây là tiền mà hoa hồng phát sinh, đúng không ạ? Nó cũng là cái hoa hồng mà mình nhận được luôn đó, đúng không ạ? Đây. Đúng không ạ? Thì nó đấy, đúng không ạ? Và đây là cái kết quả đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Mình cũng kiếm được khoảng hơn 1 triệu đúng không ạ? Admin năm ngoái thì không có làm nhiều, chủ yếu làm dropship đúng không ạ? Có những năm mà làm cái này nhiều thì nó cũng đến được vài chục triệu đấy đúng không ạ? Một năm thì nếu mà tập trung, nhưng mà cái này thì khá là nhiều thời gian đúng không ạ? Chỉ là gọi là kiếm thêm cho vui thôi đúng không ạ? Còn lại nếu mà tập trung ấy, là mình tập trung vào bán các cái sản phẩm số như thế này này đúng không ạ? Nó mới được nhiều tiền. Còn về ví dụ như là đây, ví dụ như là cái này cũng đây, ví dụ như đây anh mình có thể nhìn rõ không ạ? Đây là 21 đô này đúng không ạ? Và hiện nay thì admin đang tập trung làm cái Hot Armada đúng không ạ? Armada thì khá là nhiều đúng không ạ, đã kiếm khoảng tầm 5-6 ngàn đô rồi, 4 ngàn đô rồi đúng không ạ, và đội nhóm thì làm khá là nhiều tiền từ cái vấn đề này. Ví dụ như hiện tại đây thì admin tháng này đã kiếm này đúng không ạ, 350 đô rồi đúng không ạ, đây à, đúng không ạ, đây giờ đây là được 500 đô rồi này đúng không ạ, cho mình xem đúng không ạ, và đây là cái số lượng tiền mà mình nhận được này đúng không ạ, đây là 4.525 đô đã nhận được về PayPal rồi đúng không ạ, và đã rút tiền rồi đúng không ạ. Ngày hôm qua thì em mới vừa mới nhận được cái lệnh đúng không ạ, vừa mới nhận cái lệnh rút tiền đó đây ạ, đây cho anh mình xem nhé, ngày hôm qua thôi đúng không ạ? Đây đây ạ, rút trong số dư PayPal là nó có khoảng gần 2.000 đô đúng không ạ, 1.964 đô mình rút 1.500 đúng không ạ, và quy đổi ra 1 đô là 22.300 đồng, vậy mình rút về là 33 triệu, đã rút thành công đúng không ạ, là affiliate đấy đúng không ạ, và affiliate đây là cái nền tảng số đúng không ạ. Còn lại cái các cái liên quan đến về cái sản phẩm ở trên Forex này thì rất là nhiều bạn, một 1.000-2.000 đô là chuyện bình thường nhá, có bạn là kiếm được 30-40 triệu từ cái việc affiliate này đúng không ạ, thì đây là một số cái kết quả cơ bản đúng không ạ. Còn cái về dropship thì quá nhiều đơn rồi đúng không ạ, quá nhiều đơn, ví dụ như là đơn ở trong thời trang thôi là đã cả 1.500 đơn đúng không ạ, 2-3 ngàn đơn rồi, mình làm một thời gian là đã có rất là nhiều đơn đấy, ví dụ như vậy thì quá trình mà mình làm đó đấy, thì mình sẽ triển khai đúng không ạ. Mô hình thực tế là đầu tiên là chúng ta tạo ra các kênh đúng không ạ, tạo kênh đầu tiên đúng không ạ, để chọn lựa đúng không ạ, chọn lựa sản phẩm, ví dụ như bạn có thể chọn những cái ngách mà nó đang hiệu quả như là thời trang này, ví da này, túi sách này, điện thoại này, giày công sở này, đúng không? Đặc sản này, đây là những cái mà toàn những cái mà dễ bán thôi đúng không ạ, lựa chọn sản phẩm xong rồi ok lưu được đúng không ạ, thì mình vào mình lưu ảnh cộng sản phẩm của nó đúng không ạ, lưu ảnh sản phẩm cộng với giá cả, giá drop ship đúng không ạ, giá drop ship là giá mà kho cung cấp cho bạn, còn bạn bán lẻ bao nhiêu là tùy ý đúng không ạ, đó là hình thức. Còn nếu mà làm affiliate là phải bắt buộc ăn theo phần trăm hoa hồng của cái nhà cung cấp đúng không ạ, ăn theo hoa hồng của cái nhà cung cấp này đúng không ạ, ăn theo hoa hồng của cái nhà cung cấp. Còn lại làm dropship là nó sướng hơn là chúng ta tự quyết định giá bán đúng không ạ, lưu xong rồi chúng ta bắt đầu tập trung vào xây dựng kênh đúng không ạ, xây dựng kênh quảng bá, thì chúng ta làm rất là nhiều kênh quảng bá, một trong những cái kênh mà nó hiệu quả bây giờ là marketplace này, marketplace đăng lên là có đơn đó đúng không ạ. Tiếp theo là chúng ta tập trung marketplace, sau đó là chúng ta tập trung vào các cái kênh thương mại điện tử này đúng không ạ? Đó, như là sau sau khi mà marketplace này đang ở trên Facebook này đúng không ạ? Của Facebook nhá, nhiều anh em mình cũng biết Facebook này, mình có thể tạo ra fanpage để mình quảng bá này, mình tạo ra các cái mình đăng bài trong các cái nhóm của Facebook này đúng không ạ? Group Facebook này đúng không ạ? Mình có thể tạo ra Instagram để mình bán này, bán Instagram rất là ok luôn nha. Rồi là mình có thể tạo ra các cái kênh thương mại điện tử
điện tử đúng không ạ, như là Shopee này, Sendor đó là dễ làm, chúng ta làm trước này đúng không ạ, chúng ta có thể tạo ra các cái social network như là TikTok này đúng không ạ, chúng ta có thể sử dụng YouTube để chúng ta quảng bá này, chúng ta có thể là làm website này, website blog này. Thì bây giờ đúng không ạ, đây đúng không ạ, tôi nói rằng là mình phải làm như thế này, thì bây giờ cho em mình xem một cái mô hình thực tế ở một ví dụ như là Mac thời trang này ạ. Thì bây giờ là mình tạo ra đầu tiên đi từ gì ạ, đây ví dụ như là đi từ cái web đúng không ạ, quảng bá những sản phẩm này đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta PR lên đúng không ạ, và chúng ta kêu gọi người mua đúng không ạ, muốn kêu gọi người mua thì chúng ta ví dụ như là cái link này chẳng hạn đúng không ạ, cái áo này đúng không ạ, chúng ta cầm cái link áo đúng không ạ, chúng ta lên fanpage để chúng ta quảng bá nó đúng không ạ, đúng không? Rất là đẹp đúng không, sau đó là ví dụ như là gõ admin đã sell luôn cái thương hiệu này rồi, Amazon Shop đúng không ạ? Thì bây giờ anh mình có thể nhìn thấy cái fanpage của admin ở bên này đúng không ạ, đúng không ạ, đây fanpage đúng không ạ, đấy đăng lên đúng không ạ, và có người mua có người hỏi luôn, mình chốt đơn thành công luôn trên này rồi nha. Rồi đó, mình có thể là có thêm cả Shopee đúng không ạ, thêm cả Tiki Lazada luôn đúng không ạ, Amazon Shop, Shopee. Đây. Shopee, Amazon Shop. Không, đúng không ạ? Đây, đây là cái kênh đúng không ạ? Đây quảng bá đúng không ạ? Và có đơn đúng không ạ? Và admin có rất là nhiều kênh nhá, nhưng mà đây đang nói về cái vấn đề về thương hiệu thôi, xây dựng một cái thương hiệu Made in Shop đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có thể kiếm đúng không ạ? Và đăng bài lên trên này. Ok không ạ? Và ví dụ như là có Instagram đúng không ạ? Instagram đúng không ạ? Có Pinterest. Pinterest những cái kênh mà kéo traffic. Đó rất là nhiều kênh đúng không ạ? Và việc của người làm marketing online người ta làm gì đúng không ạ? Thì người ta làm quảng bá chứ làm gì đâu đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vậy, và chúng tôi quảng bá lên cái Instagram thì nó cũng tương tự như này nhá. Đấy, Amazing Shop này, đúng không ạ? Amazing Shop, Shopee này, anh mình thấy rõ không ạ? Đây, Amazing Shop này, đúng không ạ? Thì đây, đấy mình quảng bá lên, đúng không ạ? Đấy, đăng lên, đúng không ạ? Và traffic nó đổ về thì chắc chắn sẽ có đơn rồi. Đây, thậm chí là TikTok nữa, đúng không ạ? TikTok nữa, TikTok, đúng không? Đúng không ạ? Và bây giờ là đây là một cái kênh, đúng không ạ? Rất là nhiều traffic, đúng không ạ? Rất là nhiều traffic áo thun phản quang này, Amazing Shop này, đúng không ạ? Gõ là ra luôn, đúng không ạ? Đây, có thể nhìn thấy đúng không ạ, đây nguồn traffic về đúng không ạ? Đấy đúng không ạ, đây có inbox luôn đúng không ạ, có cái người inbox luôn đúng không ạ, và cái quá trình mà làm marketing như vậy thì nó là công việc của mình đúng không ạ, đây là admin trong ấy, một cái ngày rảnh ấy, làm như vậy không hết một ngày đúng không ạ, chỉ là buổi sáng thôi là đăng được mấy chục bài rồi, và mình có thể ghép đúng không ạ, thậm chí là mình PR dày đúng không ạ, 300 view này đúng không ạ, 366 view này, có bình luận luôn đúng không ạ, có những bài có rất là nhiều bình luận luôn đúng không ạ, và chốt được đơn luôn. Tại sao mình không làm đúng không ạ, đó là anh mình chưa biết, nhưng mà bây giờ anh mình biết rồi, đấy là mô hình thực tế, và học là học làm những cái này đúng không ạ, đầu tư là đầu tư như thế này, và đâu có chỗ nào là nói là ôm hàng về đâu ạ, chưa có đúng không, và mình cần ôm hàng không có đó, nhưng mà mình mang hàng về để mình có cái sản phẩm để chụp làm feedback đúng không ạ, làm đánh giá đúng không ạ, làm những cái seeding đúng không ạ, các cái kênh đúng không ạ, và chúng ta làm quảng bá như vậy. Và hiện tại trong Fori thì việc máy mình làm quảng bá, làm marketing đúng không ạ, hay là làm dropship hay là affiliate, nó là miễn phí, không phải mất bất cứ một đồng nào đúng không ạ, không bất cứ một đồng nào hết đúng không ạ, thì đây là cái cơ hội đầu tiên đúng không ạ, cứ tham gia đúng không ạ, tham gia ở trên kênh đúng không ạ, đấy, tham gia trên kênh đúng không ạ, cho các cái nhóm tổng đúng không ạ, thì anh mình có thể tham gia theo dõi ở trên forycenter.com đúng không ạ, hoặc là mình vào trong Fory Software đúng không ạ, nó có cái chương trình affiliate hoặc là bán hàng.forycenter này đúng không ạ, chương trình affiliate ở đây này, còn nếu mà mình muốn tham gia dropshipper ấy đúng không ạ, mình bấm vào forycenter.com đúng không ạ, hoặc là mình gõ forycenter ở trên Google, forycenter ở trên Google nó sẽ ra cái trang chủ của web đúng không ạ, mình tham gia vào trong này thì mình đọc, mình kéo xuống dưới đúng không ạ, kéo xuống dưới nó sẽ có những cái phần đúng không ạ, hướng dẫn này, gọi liên hệ này đúng không ạ, đấy, tổng hợp các ngách này, có phần tổng hợp các ngách ở dưới cuối này đúng không ạ, mình tham gia mình xem đúng không ạ, đấy là hình ảnh này, bảng giá này, để hết ở chỗ này rồi đúng không ạ,
Rồi là ví dụ như là anh muốn tham gia cái nhóm Zalo đúng không ạ? Đây là group Zalo hơn 1.000 thành viên, là mình click xem ngay. Thì ở trong này đúng không? Có các cái nhóm đúng không ạ? Zalo rất là nhiều đây, đúng không ạ? Cái nhóm nào đầy thì chúng ta chỉ cần tham gia một nhóm thôi. Mình click vào tham gia, ví dụ như là anh admin tham gia vào nhóm 10 đúng không ạ? Tham gia nhóm 10 thì nó sẽ dẫn về thành nhóm 10 như thế này, đúng không ạ? Và mình nhóm nhóm tổng, đây là nhóm tổng đúng không ạ? Trong này sẽ có các cái ngách đúng không ạ? Các cái nhóm ngách thì chúng ta có thể đúng không ạ? Làm đúng không ạ? Làm kinh doanh ngay ở chỗ này. Hai nữa là ở trên Facebook đúng không ạ? Nó có Forex Center đúng không ạ? Forex Center, mình gõ Forex Center nó ra cái cộng đồng của Forex Center đúng không ạ? Thì gì ạ? Thì ở chỗ này đúng không ạ? Anh mình đọc cái bài được công bố đây này. Thì ở chỗ này cũng có hướng dẫn đầy đủ nhá, hướng dẫn UI này, xem video hướng dẫn này, triển khai quy trình này, cách lên đơn bằng app giao hàng tiết kiệm này, quy trình báo đơn này, đúng không ạ? Chính sách đổi trả này, có đầy đủ ở trên này, 12 ngách ở trên này, đầy đủ cái bài trong bài ghi này, đúng không ạ? Chẳng thiếu một cái gì hết, đúng không? Và anh mình làm, đúng không ạ? Còn affiliate, đúng không ạ? Affiliate thì anh mình đăng ký qua cái trang bán hàng trong Forex Center này, đúng không ạ? Và bắt đầu anh mình quảng bá, đúng không ạ? Ví dụ như là sau khi mà admin làm thành công cái dự án này rồi, đúng không ạ? Ra đơn hàng rất là nhiều thì admin tạo ra cái blog chẳng hạn đây, đúng không? Cái blog này chia sẻ những cái cơ hội kinh doanh, cách kiếm tiền, đúng không ạ? Cách hướng dẫn về gì ạ? Dropship. Sau đó là những người mà người ta muốn học mình, đúng không ạ? Người ta sẽ tham gia trong các đội nhóm của mình này để mình áp phi các cái công cụ này, đúng không ạ? Như là các cái công cụ mà admin đang sử dụng như là Auto Market Play này, Auto Group này, như vừa xong admin có hướng dẫn ở bên đầu, đúng không ạ? Thì người ta ai mà mua thì mình sẽ nhận hoa hồng, đúng không ạ? Và ai mà muốn làm website này, đúng không ạ? Như là cái Hot Amada đúng không ạ? Càng đang đăng được 500 đô này, đúng không ạ? Thì mình hướng dẫn người ta làm web đúng không ạ? Và mình áp phi, và áp phi nó là thực tế đúng không ạ? Và cái cốt lõi bản chất của vấn đề đúng không ạ? Trong 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 kinh doanh đó là mình làm được cho mình. Đúng không ạ? Mình làm được cho người khác. Đúng không ạ? Và mình hướng dẫn đào tạo được người khác. Và bản chất ở trong cuộc sống này cũng như vậy đúng không ạ? Anh làm cán bộ đúng không ạ? Anh làm nhà nước đúng không ạ? Anh làm lãnh đạo, hay là anh làm bất cứ cái gì ở trong công ty đúng không ạ? Anh đã là lãnh đạo của người khác, anh là thủ trưởng đơn vị đúng không ạ? Anh cần phải làm được cho chính bản thân anh phải là một người cán bộ hay là một cán bộ công nhân viên chức tốt hẳn, thì anh mới hướng dẫn được cho người khác được đúng không ạ? Anh mới làm việc cho người khác được, sau đó anh mới hướng dẫn đào tạo được người khác được. Đây là cái mức độ đúng không ạ? Chính xác thôi đúng không ạ? Còn bây giờ anh muốn affiliate thành công, anh chẳng bao giờ làm bán hàng một cái gì hết thì sao mà anh affiliate được đúng không ạ? Anh muốn giới thiệu sản phẩm thành công mà anh không làm bất cứ một cái động tác quảng bá nào hết thì bây giờ làm sao mà anh kinh doanh thành công được đúng không ạ? Và một cái cơ hội đúng không ạ, trong 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 kinh doanh đấy là cơ hội anh em mình tham gia ngang quyền với nhau. Thì ở trong Fori có cái đúng không ạ, có cái team gọi là VIP member team, và cái này thì đến cuối năm vừa rồi đấy admin mới công bố đúng không ạ, gọi là sơ sơ thôi. Tại vì sao? Tại vì admin không muốn nói rằng là vào trong Fori là phải tham gia team này team kia, phải phải học cái này lùa gà lùa vịt gì đấy. Tại vì căn bản là anh em mình làm có rất là nhiều anh em mình làm một tháng là mấy chục đơn, bình thường một ngày là mấy chục đơn đấy, xin lỗi ạ, một tháng là cả 300 400 đơn đúng không ạ? Và admin đối soát cho họ chóng mặt luôn đúng không ạ? Bình thường nên thành ra cái cơ hội trong đây là ngang quyền miễn phí đúng không ạ? Không có bất kỳ một cái vấn đề là phải tham gia team này team nọ, học cái này học cái kia mới phải làm, quan trọng là bạn có đủ khả năng để làm hay không thôi. Còn nếu như mà em mình đang bị bơ vơ, không rõ kiến thức này, không rõ cách làm việc, không biết làm như thế nào ấy, thì chúng ta hãy tham gia những cái team đào tạo đúng không ạ? Thì hiện tại thì có những cái team như là VIP member này đúng không ạ, như là digital team này đúng không ạ? Trước khi mà làm digital đấy đúng không ạ, thì nó có một cái team đúng không ạ, coaching team. Coaching team tức là nó lại là ba cái các cái team đúng không ạ, mà ở Fori đang đào tạo ở hình thức là anh em nào mà có nhu cầu thì inbox với admin, và anh em nào mà có nhu cầu muốn học và làm đúng không ạ, thì inbox thì admin sẽ giới thiệu thôi chứ còn lại thì không có quảng bá. Và ngày hôm nay cái Zoom này đúng không ạ, và sau này thì sẽ tập trung làm những cái vấn đề này, tại vì có quá nhiều anh em mình không làm được, có quá nhiều anh em mình không có triển khai thành công được, và rất là tiếc tại vì có rất là nhiều bạn đã kiếm được rất là nhiều tiền từ dropshipping, từ affiliate, nhưng mà trong khi mà anh em mình làm, một số anh em làm rất là nhiệt tình nhưng mà lại không ra kết quả đấy, thì đấy là điều đáng tiếc. Tại vì cũng làm cùng một cơ hội đúng không ạ, cùng một cơ hội dropshipping, cùng một cơ hội affiliate, nhưng mà có người lại kiếm được rất là nhiều tiền, những người thì không kiếm được đúng không ạ?
thì sau khi mà học đúng không ạ, thì anh mình sẽ làm được thôi. Đấy là cái điều mà mình tin chắc là như vậy. Thì đầu tiên là quá trình team, đây là những cái module đúng không ạ, học những cái module đúng không ạ, để ứng dụng trong quá trình triển khai làm dropship hoặc đúng không ạ, affiliate. Thì cái này là admin đã làm từ thời Galaxy Team rồi, từ năm 2019 đúng không ạ, thực tế là cuối năm 2018 đã ra rồi, và hiện tại bây giờ là 3 đến 3 năm rồi, hơn 3 năm đã có cái vấn đề này rồi đó đúng không ạ. Thì cái module này sẽ gồm là những cái module như thế này này, quá trình team có nghĩa là module riêng lẻ nhé, học những module riêng lẻ tức là gì, tức là module nào là module riêng lẻ, như là công thức thành công này đúng không ạ. Công thức thành công ở đây là nó hướng dẫn về gì ạ, digital cơ bản, digital marketing cơ bản, nó hướng dẫn về sales marketing. Đây là cái mà cốt lõi ở trong digital sales marketing, và cái khóa này là khóa thành công nhất đúng không ạ, đúng không ạ. Cái này có lượng kiến thức rất là hay đúng không ạ, nền tảng nhất, bản chất nhất trong cái quá trình mà mình đi chuyên sâu. Tiếp theo là cái mà anh mình module tiếp theo đó là hệ thống content này, tức là anh mình tạo ra được kênh nhưng mà anh mình không biết nuôi kênh như thế nào, anh mình sẽ chết đúng không ạ. Thì cái hệ thống content này nó là đưa lại cho anh mình hình dung được bây giờ mình phải làm gì để nuôi kênh một năm trời, nuôi kênh đúng không ạ, không bị bí được. Thì cái này nó cực kỳ là ứng dụng đúng không ạ. Tiếp theo là SEO top Google, top Google đúng không ạ. Thì SEO top Google tức là như nào, tức là anh mình đấy, như vừa xài mình vừa mới gõ đúng không ạ, ví dụ như là Amazing Shop chẳng hạn đúng không ạ, Amazing Shop chẳng hạn đúng không ạ, trên Google đúng không ạ, thì nó đưa luôn cái website của mình lên top 1 đúng không ạ, rồi là fanpage của mình lên top 1 đúng không ạ, những cái group của mình lên top 1 đúng không ạ, thì đấy gọi là SEO top, ok không ạ. Và ví dụ như là admin đào tạo cái SEO top đúng không ạ, thì cái khóa học của admin gọi là bí mật SEO top Google đúng không ạ, admin gõ đúng không ạ, thì cái bí mật SEO top Google của admin đang top 2 đây, giảng viên của Đào đây đúng không ạ, top 2 đúng không ạ, thì đây là SEO top, ok không ạ. Và anh em mình phải học cho kỳ được cái vấn đề này, tại vì nó free, nó miễn phí đúng không ạ, chỉ cần làm đúng thôi là nó sẽ lên top rồi đúng không ạ. Hoặc là bây giờ mình gõ Forex Center đúng không ạ, Forex Center đúng không ạ, mình sẽ gõ phát là nó sẽ lên thôi đúng không ạ. Đấy đấy, Forex Center trang chủ này, rồi là fanpage này đúng không ạ, cộng đồng group này đúng không ạ, các cái kênh blog này đúng không ạ, kênh Shopee này đúng không ạ, các cái kênh blog của các cái member này đúng không ạ, kênh YouTube này đúng không ạ, kinh doanh online Z này, thắng business này đúng không ạ, thích học online này đúng không ạ, rất là nhiều đúng không ạ, đến tận 10 trang liên quan đến từ khóa này, ok không ạ. Gõ phát là lên, đấy là sale top đúng không ạ. Và mình muốn bán cái sản phẩm gì đó mình sale đúng không ạ, ví dụ như là ứng dụng trong thực tế thì ra làm sao, thì ví dụ như là admin có một cái shop ở Ninh Thuận và bán phụ kiện điện thoại. Bây giờ ví dụ như là cái từ khóa này đã giúp cho admin bán rất là nhiều này. Ví dụ như là cáp sạc đúng không ạ, iPhone tại Ninh Thuận. Rất là nhiều khách du lịch người ta ở đây bị mất đúng không ạ, thì admin sẽ lên đúng không ạ. Top 1 đúng không ạ. Khi mà gõ từ khóa này đúng không ạ, Phan Rang Số này. Đấy, phụ kiện ASEAN là của admin đúng không ạ, A Hải rồi là Chợ Tốt đúng không ạ, điện máy này, để điện máy xanh ở top 10 này đúng không ạ. Từ khóa mà khi gõ từ này thì chỉ cần một từ khóa này thôi là mình bán vô cùng nhiều cái sợi cáp đúng không ạ. Ở đây người ta đến cửa hàng rồi là người ta ship online các kiểu đúng không ạ. Đấy đây mình làm ra đúng không ạ, mình làm sale thôi đúng không ạ, lên đúng không ạ. Đấy đúng không? Ai mua thì người ta bấm vào mua, xong mình sẽ đặt hàng ship hàng thôi. Đấy ví dụ như vậy, ví dụ như là bạn mở ra một cái shop đúng không ạ, online ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở cái vị trí quê của bạn đó, bạn gõ đúng không ạ, thì không cần phải cạnh tranh với cái người đời làm gì cho nó phiền phức đúng không ạ. Chúng ta chỉ cần làm tốt ở cái tỉnh đó thôi, ví dụ như là cắm sạc iPhone đúng không ạ, tại Đà Lạt chẳng hạn đúng không ạ, tại Đà Lạt chẳng hạn, thì ai đó mà ở top 1 ví dụ như là Đà Lạt top đúng không ạ, đấy phụ kiện này người ta đứng đầu này đúng không ạ, thì lần người ta đã bán rất là nhiều rồi. Ví dụ như là vô tình chúng ta đi du lịch đến đây thì mình bị mất cái cáp, hay là chúng ta bị hư cái cáp đúng không ạ, thì chúng ta lên gõ trên Google là điều đương nhiên rồi đúng không ạ. Và mình ở top 1 mình sẽ ăn, hoặc là mình ở trong top 10 này giá rẻ là mình sẽ ăn, và cái này nó miễn phí. Đấy là việc ứng dụng đúng không ạ, và lấy sell top là như thế. Đấy tiếp theo là cái module về Facebook marketing đúng không ạ, rồi là module về marketplace công nghiệp này, marketplace công nghiệp này, module về gì ạ, Shopee này đúng không ạ, module về Photoshop này, module về website này, làm website này, ví dụ như là các cái website mà mình vừa mới hướng dẫn cho anh mình đó đúng không ạ, và anh mình có thể hoàn toàn tự làm được, không cần phải biết lập trình gì cả đúng không ạ. Đấy module về chạy quảng cáo này, đó này đúng không ạ, vẫn rất là nhiều cái module mà anh mình thiếu phần nào đúng không ạ, học phần đó. Thì ở chỗ này
cái này nó gọi là quá trình tìm, đúng không ạ? Và đặc biệt là có cái phần đó là drop shipping thực tiễn. Thì khi mà tương ứng với việc mà chúng ta học này thì chúng ta sẽ nhận được cái lợi ích tương đi kèm, ví dụ như là cái drop shipping thực chiến này thì em mình sẽ được tham gia cái team, đúng không ạ, ở trên Zalo, đúng không ạ, tìm quá trình, tìm quá trình, đúng không ạ, đây quá trình C1, đúng không ạ, sau này là C2, đúng không ạ, em mình sẽ được ép vào trong này và chúng ta sẽ được học, đúng không ạ, được học cái khóa học, được học cái khóa học ở trên kinh doanh online z.com, được học cái khóa học. Đúng không ạ? Và đây là cái khóa học, đúng không ạ? Cái khóa học này có học nền tảng nhất về dropshipping thực chiến, nó chỉ là 699k thôi. Em mình sẽ được học cơ bản, đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Và học rồi là làm được, chỉ cho các bạn các cái tool bán hàng như nào cơ bản, và em mình nhận được một cái giá, giá là khá là tốt, một cái nhận giá riêng ở trong các nhắc nhở phụ kiện điện thoại, visa, đúng không ạ? Thời trang, đúng không ạ? Có những cái giá cơ bản trong ba ngách, đúng không ạ? Ba bốn ngách, đúng không ạ? Cho tạo điều kiện cho anh mình thực hiện thành công cái công tác dropship, đúng không ạ? Đấy, đấy, ví dụ vậy. Còn rất là nhiều module nữa nha, đúng không ạ? Đấy, còn VIP member thì ở đây là gọi là cái ngách đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên sâu, team này đào tạo chuyên sâu, đúng không ạ? Thì chuyên sâu, đúng không ạ, theo từng ngách, theo từng ngách, có nghĩa là bạn sẽ được học kiến thức tổng hợp, học kiến thức tổng hợp để phát triển thành công mô hình, để phát triển thành công mô hình dropshipping, đúng không ạ? Bạn được học đào tạo chuyên sâu theo từng ngách, đúng không ạ? Học kiến thức tổng hợp để phát triển thành công cái mô hình dropshipping, đúng không ạ? Và được support, đúng không ạ? Tới khi ra được đơn, tới khi ra đơn, đúng không ạ? Thì cái lợi ích, đúng không ạ? Lợi ích khi mà học các cái team VIP member này ấy, thì em sẽ được hỗ trợ về công cụ này, hỗ trợ về bảng giá đầu tiên ạ. Bảng giá như là bảng giá sỉ luôn á, để cho anh mình có thể đi làm được các cái kênh, chiến các cái kênh, tuyển được cộng tác viên, bỏ được sỉ, đúng không ạ? Học để làm ra được vấn đề luôn á, shop bot đến khi mà ra đơn là em phải hình dung như thế nào, đúng không ạ? Lợi ích này, ngoài ra là bạn được hỗ trợ về công cụ, hỗ trợ công cụ là ví dụ như là bạn được học hướng dẫn miễn phí làm website, đúng không? Hỗ trợ các cái công cụ như là Auto Marketplace này, Marketplace, đúng không ạ? Bạn được tặng 2 tháng cái phần mềm này, và cái phần mềm này hiện tại là 699k một tháng, thì bạn được tặng 2 tháng thì nó là 1,4 triệu đó, đúng không ạ? Thì cái team VIP member này nó sẽ là theo cái thời điểm nhé, giá của cái VIP này nó theo thời điểm, và hiện tại trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, đúng không ạ? Nó là hết ngày mai, đúng không ạ? Hết ngày mùng 10 nó sẽ là 2.999k. Hết ngày mai thì nó khả năng là sẽ tăng thêm theo tùy vào cái bảng giá niêm yết ở trên kinh doanh online z.com và bán hàng trong forecenter.com nhé, đúng không ạ? Và hiện tại và trong cái team này ấy, nó đang là giá như vậy, đúng không ạ? Trong cái lần Zoom bây giờ đó, đúng không ạ? Hiện tại, đúng không ạ? Còn sau này nó sẽ theo, đúng không ạ? Rồi là bạn sẽ được học kiến thức marketing. Kiến thức marketing nó sẽ gồm các vấn đề như này, gồm chiến lược marketing và ứng dụng, đúng không ạ? Ứng dụng digital, kiến thức marketing và ứng dụng digital, tức là sao, tức là đây này, các cái module này này, đúng không ạ, nó được chuyển hóa thành những cái công việc thực tế để anh em mình, đúng không ạ, ứng dụng cho thành công, đúng không ạ, là làm cho kỳ được cái vấn đề này và được add vào trong cái team, đúng không ạ, add vào trong cái team thảo luận đây cho anh mình xem, đây anh em mình sẽ được add vào trong cái team này, đúng không ạ? Và hiện tại thì cái kết quả của VIP member nó rất là khủng khiếp, tại vì có những cái điều mà gọi là thâm cung bí sử trong digital được thể hiện và được hướng dẫn hết ở trong này, đúng không? Anh em trong này sôi nổi, rất là sôi nổi, và đây là kết quả, đúng không? Đây là một phần thôi nha, admin lười đó, đúng không? Không có lưu kết quả của đội nhóm này đâu, đúng không? Đây cho anh mình xem feedback, đúng không? Đây à, đúng không? Đây là chi này, đúng không? Kết quả không to lên đây, đơn này các bạn, đây này, người ta sẽ để lại số điện thoại địa chỉ này, đúng không? Đấy, đúng không? Đó là chu bạn tất cả các cái bạn shop bot từ khi ra đơn mà, đúng không? Đơn hàng đầu tiên này, rất vui này, đúng không? Đơn hàng đầu tiên combo này, đúng không? Đây cho mình xem qua cái kết quả nhé. Đây, đúng không? Đây, Shopee này, đúng không? Được module Shopee. Là marketplace, bạn nhìn thấy khủng khiếp không ạ? Bán hàng trên marketplace đó.
25 tin nhắn này, 110 tin nhắn này, 50 tin nhắn này, 110 tin nhắn này, cũng khiếp kinh khủng luôn á, đúng không ạ? Và tại vì sao? Tại vì ở trong đây bạn sẽ được học những cái module, đúng không ạ? Module như thế này, đúng không ạ? Đây kết quả, đúng không ạ? Xem qua một lượt, gần như là anh em ở trong này nó ra kết quả hết, đúng không ạ? Và em mình sẽ được add một cái nhóm đó là tên là VIP member ở trên này. Thì khi mà em mình đăng ký, đúng không ạ? Sau khi đăng ký chuyển khoản, sau đó là admin sẽ add bạn để tham gia cái này, và trong cái phần hướng dẫn này sẽ được học hết toàn bộ những cái chiến lược, đúng không ạ? Toàn bộ những cái chiến lược, những cái vấn đề để ra được một cách sử dụng phần mềm này, tại sao mà phải đăng như thế nào trên marketplace này, những yếu tố quyết định này, đây, ví dụ như bài này, những cái yếu tố quyết định thành công này, hình ảnh ra làm sao, bài viết ra làm sao, đúng không ạ? Rồi target, bí mật target vị trí này, cái tool này là hướng dẫn cách lấy tọa độ này, target đăng vào chỗ nào để ra được đơn này, đúng không ạ? Đấy, tiêu đề làm sao, mô tả làm sao, hình ảnh ra làm sao, đúng không ạ? Các cái vấn đề liên quan đến marketplace, đúng không ạ? Thì những cái vấn đề marketplace này nó tương đương với những cái vấn đề liên quan đến đăng ở trong group như nào, đăng trên fanpage như nào, là nó là học một cái này là mình sẽ ứng dụng được 3-4 thứ luôn, đúng không ạ? Đăng trên Instagram như thế nào, đúng không ạ? Hay là đăng trên Pinterest như thế nào, hay là đăng trên, đúng không ạ? À, trên TikTok như thế nào, cũng như là học một để mình ứng dụng rất là nhiều chỗ, chứ không phải học để ứng dụng trên cái marketplace hay không, đúng không ạ? Nhưng mà mặc dù để dễ hiểu là ứng dụng ở trên này thành công này quá trời đơn rồi, đúng không ạ? Và vừa xong cho anh nhìn cái kết quả đó, rất là nhiều inbox ở trên này, và đấy là cái kênh mà cực kỳ bí mật đấy, đúng không ạ? Còn lại cái bài này là bài chiến lược, đúng không ạ? Bài chiến lược là đang con đang nó có 7 chiến lược, đúng không ạ? Và 7 chiến lược này là chiến lược khá là thần thánh, đúng không ạ? Giúp em mình có thể triển khai được. Tức là bây giờ cùng một cái sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Cùng một cái sản phẩm như vậy, cùng một vấn đề như vậy, nhưng mà tại sao có người bán được nhiều, tại sao có người bán không được? Lý do là chúng ta không biết triển khai, chúng ta không có ứng dụng các cái chiến lược vào trong kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta không biết combo này, chúng ta không biết làm hình ảnh này, chúng ta không biết các cái chiến lược như là mua tặng này, chúng ta bán quá cứng nhắc này, chúng ta không biết xác định đối tượng này, đúng không ạ? Đó, rồi tiếp theo cái module là viết là kiếm tiền với affiliate là bài 13, đúng không ạ? Có trong cái module affiliate luôn với Forex, đúng không ạ? Bạn sẽ được tham gia thêm một cái nhóm training về affiliate miễn phí nữa. Nói chung là cái này rất là VIP, đúng không ạ? Đúng là VIP luôn đó, đúng không ạ? Rồi là các chiến lược như là feedback stealing, đúng không ạ? Rồi là cái nội dung 76 rất là hay, đó là bí mật xây dựng cộng đồng, đúng không ạ? Trong này có 6 module nhỏ, đúng không ạ? 6 module nhỏ về tại sao cần xây dựng cộng đồng này, đúng không ạ? Cách thức, đúng không ạ? Nguồn, đúng không ạ? Lợi ích, đúng không ạ? Rồi là chính sách phát triển và nhân bản, đúng không ạ? Bài 17 là kinh doanh Shopee, bài 18 là kịch bản tư vấn chốt sale, có nghĩa là tư vấn ra làm sao để chốt được sale, kịch bản, đúng không? Bài 12 là hệ thống, đúng không ạ? Xây dựng hệ thống, đúng không? Bài 21, đúng không ạ? Bài 19 chứ ạ, bài 19 là ở trong này để những cái zoom mà mang tính chất là cốt lõi, đúng không ạ? Như là bí mật xây dựng, đúng không ạ? Đây, cái zoom này rất là hay này, bí mật xây dựng, đúng không ạ? Ví dụ như là bài 19 đây, cho anh xem, bí mật xây dựng hệ thống đa kênh. Cái zoom này rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Được zoom lại và đưa lên, đúng không ạ? Và hai là bài zoom là bí mật xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Xây dựng hệ thống đây này, xây dựng cái cộng đồng mà bài 21, đúng không ạ? Bài 21 thì là bài tư duy, đúng không ạ? Bí mật xác định xây dựng cái bản đồ tư duy ạ. Cái bài này là cái bài cực kỳ hay nhá, bài này rất là hữu ích nha, đúng không ạ? Và các bạn có thể nhìn thấy xem rất là đông anh em mình học bài này, là bài trò chỉ cho VIP thôi á, anh em mình xem được cái video này thôi là tiền đao luôn rồi. Còn cái bài mà mình làm đó là xây dựng, đúng không ạ? Và bạn Lâm Huy Hoàng xin chắc chắn là sẽ không bao giờ được từ, đúng không ạ? Từ chối chắc rồi, đúng không ạ? Dù bạn có kiếm được thì bạn không được ép vào đâu, đúng không ạ? Còn lại một cái module nữa, đúng không ạ? Module về cái ví dụ như là admin bài 219 đó, về xây dựng cái cộng đồng mà ngàn người, ví dụ như là trong cái bài đấy là admin hướng dẫn, đúng không ạ? Làm demo luôn, là nguồn hàng dropship, đúng không ạ? Và từ ngày hôm đó đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Cho anh mình xem này. Và admin là nói sao làm vậy, ngày 24 tháng 1 cho đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Là ngày bao nhiêu, đúng không ạ? Ngày 20 tháng 2 là khoảng 1 tháng, đúng không ạ? Đây có 7 người yêu cầu nữa này, đúng không ạ? Đây, Facebook này. Đây có bí mật nha, bí mật xây dựng ra cái cộng đồng này luôn nhá. Đây này, bạn biết chúng tôi từ đâu này, bạn có thể nhìn rõ không ạ? Biết chúng tôi từ search này, đúng không ạ? Search có nghĩa là người ta tìm kiếm được mình trên, tại vì admin sell cái group này,
Đúng không ạ? Đây, bạn biết chúng tôi từ đâu? Facebook này. Bạn biết chúng tôi từ đâu? Facebook này. Đúng không ạ? Facebook này. Biết chúng tôi từ Facebook này. Biết chúng tôi từ trang web này. Đúng không ạ? Bạn thấy không ạ? Nên thành ra là gì ạ? Nên thành ra là cái nhóm của admin này tạo ra và phát là bây giờ đã hơn gần 400 người rồi. Và đây là cái cộng đồng, đúng không? Và chứa khách hàng tiềm năng không ạ? Khách hàng tiềm năng chứ. Họ bán các cái sản phẩm liên quan đến Shopee. Và bán sản phẩm cho ai ạ? Bán sản phẩm của mình này. Đúng không ạ? Thời trang này. Đúng không ạ? Phụ kiện này, người ta học mình này, đúng không ạ? Và tạo ra nguồn traffic cho chính cái dự án của mình luôn. Và đó là đẳng cấp nhất trong digital marketing. Tức là sao? Tạo ra nguồn free traffic. Marketing không đồng là như thế nào? Marketing không đồng là như vậy đó, đúng không ạ? Và hiện tại có rất là nhiều cái nhóm như là 4.0 chẳng hạn. Đúng không ạ? Nguồn hàng dropship 4.0 admin đây, đúng không ạ? Gần 3.000 người. 2.700 người này. Đúng không ạ? Và cái số lượng người tham gia cho anh mình xem này. Đúng không ạ? 4.700 người chưa chưa phê duyệt, đúng không ạ? 4.700 người, đúng không ạ? Chỉ phê duyệt những người mà trả lời thôi, đúng không ạ? Trả lời câu hỏi thì mới được duyệt, đúng không ạ? Thì chỗ này nó có phần trả lời câu hỏi này, đã trả lời câu hỏi này hoặc là đã trả lời một số câu hỏi này. Đây, ví dụ như có 3 người đã trả lời câu hỏi này, đúng không ạ? Bạn biết chúng tôi từ bạn bè này, bạn biết chúng tôi từ internet này, bạn biết chúng tôi từ Facebook này, đúng không ạ? Mình mới phê duyệt vào thôi, đúng không ạ? Còn ai mà không trả lời là mình không phê duyệt. Đúng không ạ? Hơn 4.000 người không phê duyệt vào trong cái nhóm này, đúng không ạ? Thì tự tạo ra cái nguồn traffic luôn, và trong cái module của VIP member đấy, đúng không ạ? Em mình sẽ được học à, cái điều này. Còn quá trình digital team có nghĩa là như thế này, đúng không ạ? Thì digital team là học học hết, đúng không ạ? Học gần như là hết, gần như là tất cả các module có trên. Học gần như là hết tất cả các module trên kinh doanh online Jack.com, có nghĩa là học combo toàn bộ những cái vấn đề này để làm được ra một cái dự án và làm hoàn thiện một cái dự án đối với một ngách, đúng không ạ? Và tương lai là trở thành chiến lược, đúng không ạ? Là đối tác chiến lược cho admin, cho Forex Center, đúng không ạ? Và học xong là để làm gì ạ? Để làm được cho mình, để làm hệ thống kênh cho mình. Khi mà học xong bạn hoàn toàn thì là trợ giảng, đúng không ạ? Trợ giảng, đúng không ạ? Làm giảng viên, đúng không ạ? Giảng viên, đúng không ạ? Đào tạo cùng for free luôn, đúng không ạ? Học viên sẽ thông qua bạn để làm, đây là chỗ này nói là affiliate đó, đúng không ạ? Bạn hoàn toàn có thể tạo ra được cái hệ sinh thái giống như là admin, đúng không ạ? Tạo hệ sinh thái này, bạn hoàn toàn có thể tạo ra được cộng đồng nhóm cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Và phát triển đồng hành cùng for free, đúng không ạ? Thì lúc này có rất là nhiều job. Bây giờ hiện tại mình đang support cho tầm khoảng 3 doanh nghiệp, thực tế là khoảng 5 người, đúng không ạ? Là chủ 5 cái doanh nghiệp khác nhau liên quan đến rất là nhiều vấn đề là vàng bạc trang sức này, đúng không ạ? Liên quan đến các vấn đề về thời trang này, mỹ phẩm này, đúng không ạ? Support cho các doanh nghiệp đó, và mình nhận tiền, đúng không ạ? Từ việc mà mình hỗ trợ gần như là với vấn đề về mạng, gọi là CEO trong cái mạng digital của họ, đúng không ạ? Định hướng cho người ta làm thế nào luôn, đúng không ạ? Và mình học hết mà, đúng không ạ? Mình học hết tất cả những cái vấn đề gọi là cốt lõi nhất rồi, đúng không ạ? Facebook marketing, đúng không ạ? Digital cơ bản rồi, đúng không ạ? Hệ thống, đúng không ạ? Sell top, đúng không ạ? Facebook marketing, marketplace, đúng không ạ? Shopee, tất tần tật, đúng không ạ? Thì trên kinh doanh online Z có gì mình học đó. Đây. Sell top luôn kinh doanh online Z này. Gõ kinh doanh online Z, đúng không ạ? Web đầu tiên, đúng không ạ? Trang web đầu tiên, đúng không ạ? Em mình sẽ nhìn thấy cái trang web này đầu tiên, đúng không ạ? Còn trên cả Unica, đúng không ạ? Unica thứ hai này, đúng không ạ? Sau đó là cái fanpage của admin z.com, đúng không ạ? Academy này, đúng không ạ? Gõ từ khóa này mình top 1, đúng không ạ? Đó, ở trên này có các cái khóa học mà bạn có thể học online trên này, tất cả các module, gần như là tất cả các module này, đúng không ạ? Và cái giá combo này hiện tại thì đang là quá trình 1-1 với admin, và có cái nhóm để support và làm từng bước, đúng không ạ? Và nhận toàn bộ cơ hội, đúng không ạ? Vào trong digital team là nhận toàn bộ cơ hội của hai nhóm quá trình, đúng không ạ? Và VIP member, nói chung là bạn là leader đấy, đúng không ạ? Đào tạo ra leader và mốt đấy, leader toàn bộ leader và mốt của Fori, đúng không ạ? Khi mà anh em nào ở trong Fori mà giới thiệu mình là mốt của Fori là bạn hình dung được họ là đang học ở đây đấy, đúng không ạ? Và nhìn cái hệ sinh thái của họ là anh em mình có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Nhìn thấy là cái kết quả đó là thực tế, đúng không ạ? Vào đây, đúng không ạ? Và đó là những cái, đúng không ạ? Cơ hội, đúng không ạ? Trong Forex Center, đúng không ạ? Về dropship, về affiliate, về kinh doanh, đúng không ạ? Và đây là cái mà admin
cái mà chia sẻ đúng không ạ, trong cái buổi ngày hôm nay đúng không ạ, cho anh mình về cái Forex Center như thế nào đúng không ạ, làm về làm cái gì và kiếm tiền từ đâu đúng không ạ, làm dropship, làm affiliate đúng không ạ, là xây dựng toàn bộ hệ thống kênh đúng không ạ, quảng bá đúng không ạ, như là Forex có cái gì ạ, như đây đúng không ạ, Forex Center thì có gì trong tay đúng không ạ, Forex Center có những cái vấn đề này. Đầu tiên là về cái chợ mua bán online. Khi bạn gõ từ này đúng không ạ, cái trang web đầu tiên đúng không ạ, trước chợ tốt đúng không ạ, về cái từ chợ mua bán online sẽ ra đúng không ạ, và cái trang này là của admin đúng không ạ, quảng bá tất cả những sản phẩm dropship ở admin đúng không ạ, vừa bán lẻ vừa bán sỉ đúng không ạ. Đây là cái của admin nha. Thứ nhất là chợ mua bán online, thứ hai là cái một cái trung tâm về đào tạo kinh doanh online z.com. Thì khi bạn gõ như thế này kinh doanh online z thì cái web top 1 luôn cũng là gì ạ, của admin luôn đúng không ạ, và được học đào tạo đúng không ạ. Đấy, học đào tạo rồi là từ cái vấn đề mà mình làm được cho mình đúng không ạ, kinh doanh rồi mình đào tạo người khác rồi thì mình lại tạo ra những cái công cụ để giúp mình nhanh hơn, và mình tạo ra Forex software đúng không ạ. Bạn gõ Forex software trên Google đúng không ạ, cái trang chủ đầu tiên cũng là của admin đúng không ạ, phần mềm sản phẩm này đúng không ạ. Đấy, click vào đúng không ạ, thì trong này nó sẽ bán những cái công cụ phần mềm cho mình đúng không ạ, như là auto chat này, auto scan này đúng không ạ, auto group này đúng không ạ, auto marketplace này đúng không ạ, rất là nhiều cái công cụ ấy, rất là hay nhá, cực kỳ hay luôn á đúng không ạ. Như là mình có thể lọc ra được những cái khách hàng tiềm năng đúng không ạ, để mình kết bạn với họ đúng không ạ, hoặc là mình có thể tự động đăng vào trong nhóm, hoặc là tự động đăng lên trên marketplace đúng không ạ, sử dụng cái công cụ này để triển khai đúng không ạ. Và đây là admin, các cái như là auto, các cái phần là Forex software và kinh doanh online z.com thì nó được drop lên trên cái này đúng không ạ, để anh em mình có thể làm affiliate tất cả những cái sản phẩm số đúng không ạ. Chúng ta có thể làm Forex đúng không ạ, đây bán hàng, các cái công cụ đúng không ạ, các cái phần mềm đúng không ạ, tự drop lên trên này, anh có thể mua ở trên này luôn, chuyển khoản là mình sẽ active thôi đúng không ạ, cho anh mình đúng không ạ. Mình sẽ có gì nữa đúng không ạ, Forex Center là chắc chắn rồi đúng không ạ, Forex Center đúng không ạ, Forex Center là hệ sinh thái đúng không ạ, hệ thống mà drop tất cả những vấn đề lên trên này đúng không ạ. Quan điểm là làm cho người khác là như thế nào đấy, tạo ra môi trường để làm cộng đồng dropship, đó là mình sẽ làm được quảng cáo online z đúng không ạ, quảng cáo online z đúng không ạ, quảng cáo online z.com đúng không ạ. Đây ạ, thì đây là mình nhận luôn các cái dự án đúng không ạ, các cái đối tác nào mà muốn quảng bá sản phẩm, chạy quảng cáo, chạy digital làm kênh đúng không ạ, lên trên này admin, đây là của admin luôn đúng không ạ, từ quảng cáo online.com đó. Thì ngoài ra thì sẽ gồm một số cái kênh đúng không ạ, như để review đúng không ạ, như là gõ review 24 giờ đúng không ạ, trong này sẽ review rất là nhiều vấn đề đúng không ạ, đây rất là nhiều vấn đề đúng không ạ, gia dụng, đời sống, sức khỏe, làm đẹp đúng không ạ, các cái sản phẩm của mình đúng không ạ, mình review đúng không ạ. Và admin có một đội làm content rất là chất đúng không ạ, đấy content cơ bản như thế này đúng không ạ, đây rất là nhiều đúng không ạ, review lên trên này đúng không ạ. Đó, như là một kênh khác như là Đà Lạt AZ chúng con nữa đúng không ạ, là cái kênh này giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái vấn đề của Đà Lạt, tổ hàng trăm ngàn traffic, hàng triệu traffic mỗi năm về cái hệ thống kênh của mình đúng không ạ, tạo ra hàng nghìn chuyển đổi. Và đây là bạn hoàn toàn thể làm được đúng không ạ, ai cũng làm được, tôi chẳng biết gì về marketing đúng không ạ, tôi chẳng biết về gì về lập trình đúng không ạ, căn bản là mình cứ thực tế mình làm và ai làm được cũng sẽ được thôi đúng không ạ. Và đây là một cái hệ sinh thái tổng thể đúng không ạ, chưa nói như là về website nhé, còn song song với nó là có các cái fanpage, song song với nó là có các cái Shopee đúng không ạ, song song với nó là có các kênh YouTube tương tự đúng không ạ, tương ứng với các kênh nó để vận hành một cái quy trình như vậy. Và cứ làm như vậy thôi, từng cái bạn bảo làm sao mà làm nhiều như vậy, thì không cần làm nhiều như thế, mà chỉ cần làm tốt đúng một nét duy nhất, thời trang, giày hoặc ví đúng không? Để gì ạ, để chúng ta làm đúng không? Để chúng ta tạo ra được kết quả, hoặc là chúng ta đã thật sự là giàu có rồi, không cần làm gì nhiều hết. Thì song song quá trình mà khi mình làm được thì mình làm affiliate đúng không, như này đúng không, hướng dẫn thôi đúng không, và tiền nó đổ về song song với việc mà mình có đơn hàng nữa đúng không, thì đó là mô hình hoàn chỉnh nhất đúng không. Ok, và xin cảm ơn các anh em mình đã lắng nghe đúng không, và nãy giờ đúng không, xem rất là chăm chú đúng không, và tất cả những anh em mà mình ở đây hôm nay xem đến cái đoạn này thôi là em mình cảm thấy rằng là mình có một cái tư duy định hình được đúng không ạ, làm bây giờ mình làm gì trên internet bây giờ đúng không ạ, rồi là bây giờ tôi cần phải làm sao
đúng không ạ? Và mục tiêu tôi sẽ như thế nào ở đây, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là nó khá là rõ và chi tiết. Và chưa có cái Zoom nào nói về ba cái team này, tại vì ba cái team này gần như là cũng rất là ngại nói ra trong trong quá trình mà mình hướng dẫn ở trong nhóm. Tại vì như này, anh em một người newbie vào trong Foreign chưa biết đầu đuôi tay mèo như thế nào hết, nói là phải vào trong VIP, phải vào trong khóa này khóa nọ đúng không ạ, thì thực sự nó là rất là phản cảm. Tôi không muốn nói như vậy và tôi cấm tuyệt đối tất cả anh em, gần như là anh em mình sẽ không bao giờ thấy ai mà tự nhiên bảo VIP VIP gì đó đâu, trừ khi mà anh mình tham gia vào nhóm của các bạn đó. Còn lại trong Foreign thì tuyệt đối là không. Tại vì như thế này, dù các bạn biết nó là tốt, nhưng mà cái người người ta mới vừa mới bị lừa xong chẳng hạn, bạn nói như vậy người ta out luôn, không bao giờ quay trở lại nữa. Mà người ta nhận định luôn, quy chụp luôn là ở bên Foreign toàn đào tạo rồi khóa học này nọ rồi tun tun tiếp này kia. Và tôi đến tai tôi nghe rồi. Đúng không? Sau khi là tôi mới giải thích cho anh em mình lại những cái bạn đó là nó là không phải như vậy, mà là những cái vấn đề đó là vấn đề tốt. Rồi là quá trình làm thì chúng ta phải trải qua những cái gì ạ, những cái bước như thế, thì cái người mà người ta tiếp nhận cái thông tin đấy người ta mới hiểu được là thì ra là như thế, chứ không người ta sẽ quy chụp luôn giống như bạn đùng phát vào trong đây đúng không ạ. Tôi nói chưa nói gì hết, tôi chưa có nói gì cho anh em mình hiểu hết, đó là phải vào trong khóa học này đi. Như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là phản phản kẹo đúng không, và mình chưa biết là có làm được hay không, thất bại hay là thành công như nào hết, mà mình cảm thấy rằng mình bất an là điều đương nhiên. Nên ra tôi cấm tuyệt đối tất cả những anh em mà được quyền áp phi khi mà anh mình đã tham gia quá trình team này, đi digital team hoặc là VIP member đều có quyền áp phi lấy hết. Nhưng mà làm sao phải gì ạ, phải làm cho cái người mà hợp tác với mình đấy, cộng đồng của mình nó mạnh mẽ lên, mình phải cho đi rất là nhiều giá trị, có rất là nhiều Zoom đúng không ạ. Cũng giống như cái buổi Zoom này, cho anh mình cái định hình gần như là những anh em mà ở trong VIP mới được nhận những kiến thức này, mới hiểu rõ cái vấn đề này để làm. Còn lại trong cái Zoom này sẽ được ghi lại và up lên kênh YouTube để cho anh mình cùng xem đúng không ạ, hoặc là up lên trên kênh cộng đồng của Foreign để anh mình cùng xem và hiểu rõ về 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 Foreign Center và đây là cái mô hình đúng không ạ. Đó thì mình làm việc và mình phải hiểu vấn đề rồi mình làm thành công rồi, thì đó là cái bằng chứng tốt nhất để làm kinh doanh. Cơ bản là bây giờ tôi không làm được đúng không ạ, mà tôi nói anh em mình làm đó đi đúng không ạ, nó gọi như vậy, gọi là thẳng ra là tôi là gọi là nói phét thằng hay là như thế thôi. Và thứ hai nữa là mình không làm được mà mình lúc nào cũng muốn người khác làm được như này như kia thì mình không đủ năng lực để lãnh đạo. Hai nữa là mình không đủ cái khả năng đúng không ạ, trình độ cũng giống như là cái kinh nghiệm để mình biết đâu là cái điều mà mình nên chỉ dẫn người ta, cái đâu là mình nên né, tại vì mình đâu có thực chiến đâu mà mình biết đúng không. Thì ngay cái chỗ này thôi, anh mình thành công hay thất bại nó ở chỗ này. Và khi mà anh mình đã làm được rồi, anh mình có một đơn hàng thì chắc chắn sẽ có ngày 100 đơn. Khi mà anh em mình có đơn hàng rồi thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ affiliate thành công. Tức là bản thân mình làm ở trong mình rồi thì mình nói với người khác sẽ tự hiểu và người ta muốn theo mình. Đấy là cái mà tôi chia sẻ thật lòng. Và người ta hay anh hay nhìn vào kết quả người khác để hấp dẫn. Khi mà tôi up lên là tôi kiếm được 4-5 ngàn đô trên internet, là rất là nhiều người inbox ở bài em mới này kia. Nhưng mà nói về quy trình ấy, thì gần như là rất ít người làm đúng không. Người ta hay bị, vì sao, tại vì nếu như mà tôi nói dễ đúng không ạ, để gạt anh em mình thì nói thẳng thắn ra bây giờ cái team của Foreign này không biết bao nhiêu người bị gạt đúng không. Và tôi nói cho anh em mình rõ những con đường như vậy hết để anh mình nhìn thấu đáo đúng không ạ, rồi anh mình quyết định đúng không ạ, cần trang bị kiến thức gì trên Unica hay trên Edumon đúng không ạ, hay trên các nền tảng khác có dạy kiến thức đó hoặc ông thầy đó dạy về vấn đề đó hay, mình cứ nên học. Còn lại nếu mà tin tưởng Foreign, tin tưởng admin thì anh em mình theo admin, không cần thiết là về, quan trọng là cái lộ trình nó là đương nhiên rồi, và ông nào thành công cũng cần những cái kiến thức đó đúng không ạ. Đấy thì khi đó nó mới thực tế, nó mới thực chất đúng không? Và đó cũng là sau này luôn, khi mà anh mình làm được và anh mình phải nói lại cho cái người sau, anh em phải truyền đạt lại cho những cái người mà mình hướng dẫn bằng cái trái tim đúng không ạ, bằng cái thực tế như thế, chứ không phải là bây giờ ông vào đó đi hay lắm, chỉ là một cái cơ hội thôi. Giống như là bây giờ có rất là nhiều cái khóa học mà tôi không hiểu là nó dạy cái gì đúng không ạ, mà 40-50 triệu
và affiliate là được 80%, 90%. Đúng không ạ? Thì đó là buôn bán cơ hội. Chứ dạy gì trong đó, lãnh hội hết nổi không? Còn trong trong đây thì admin chỉ thấu đáo rất là nhiều, nhưng mà giá nó vài trăm nghìn đến vài triệu, mà chỉ cho tới khi mà làm được và tất cả mọi người đều, đúng không ạ, đều hài lòng về cái mà kết quả mà mình nhận được, đó là thực chất, đúng không ạ? Thì nếu như mà anh em mình nào mà có nhu cầu, đúng không ạ, muốn học cái module nào hoặc là tham gia, đúng không ạ, thì inbox cho admin. Bây giờ là cái như thế này, đúng không ạ? Các cái module đấy thì trên kinhdoanhonlineaz.com, đúng không? kinhdoanhonlineaz.com là mình học trên nền tảng online, đúng không? Có khóa học trong đó rồi, đăng ký, đúng không? Khóa nào thì sẽ có cái khóa online trên đó, đúng không? Mình sẽ được đào tạo những cái như thế này. Một là bạn sẽ được học online khóa học đó. Hai là bạn sẽ được tham gia một cái nhóm ở trên Zalo, đúng không? Gọi là membership site. Ở trên đó sẽ thảo luận toàn bộ những cái vấn đề liên quan, hoặc là khó khăn gì mình bỏ vào trong đó để có người tương tác. Thứ ba là buổi tối sẽ có những cái buổi Zoom như thế này để chỉ cho mình cái cách vận hành như nào, triển khai ra làm sao. Ví dụ như là dạy sale, dạy về content thì em mình phải biết được, đúng không ạ? Rồi là làm sao chứ, đúng không ạ? Rồi là cho ông thấy cái demo, rồi tôi thấy ông có kết quả thì tôi mới học theo ông được. Đơn giản là như thế, đúng không ạ? Thì là học online, học qua nhóm chat, học qua Zoom, đúng không ạ? Thậm chí là có những cái khóa nó có các cái module về cái group của Facebook, thì có cái live stream ở trong cái đó nữa, đúng không ạ? Và em mình học đa chiều như thế, đúng không ạ? Và tương tác liên tục để ra được kết quả. Câu chuyện cuối cùng là cái kết quả của mình thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà đánh giá, đúng không ạ, sâu sát. Và đúng không ạ? Thì các cái module coaching ấy, đúng không ạ, thì module nào thì có giá trên đó rồi, em mình cứ lên trên đó tham khảo. Còn VIP member thì ngày hôm nay và ngày mai, đúng không ạ, VIP member ngày hôm nay và ngày mai đó, vừa sau này mình giới thiệu đó, thì là 2.999.000. Sau ngày nay, sau ngày hôm nay thì chắc chắn lên giá, tại vì anh em mình được nhận rất là nhiều cái kết quả, đúng không ạ? Rất là nhiều cái ưu đãi về giá này. Tôi không bắt anh em mình nhập hàng gì hết, đúng không ạ? For free không bắt, đúng không? Cũng không bắt anh em mình học cái khóa này, nhưng mà học anh em mình sẽ được kiến thức, được hỗ trợ về công cụ, được hỗ trợ về rất là nhiều cái kiến thức và chiến lược rất là hay, đúng không ạ? Cái membership site rồi là một cái bảng giá rất là tốt, bảng giá siêu tốt để anh mình có thể thành công trong cái một cái ngách đó. Anh lựa chọn một cái ngách mà hiện tại đang là thời trang. Sau cái Zoom này thì sẽ có VIP về visa cao cấp và visa cao cấp và visa về dạy công sở, rồi là phụ kiện điện thoại, và từng cái đều có những cái ngách chuyên sâu cho anh mình. Tại vì mỗi sản phẩm khác nhau, cũng là sản phẩm, nhưng mà mỗi sản phẩm nó có những áp dụng những chiến lược khác nhau. Loại như áo thì chúng ta sử dụng cái chiến lược combo khác, cùng một cái quy trình, nhưng mà khi mà ứng dụng nó có những vấn đề khác thì kết quả mới ra được. Đúng không? Chúng ta không nên cứng nhắc trong cái vấn đề kinh doanh, miễn sao là có lợi nhuận, không lỗ, đúng không ạ, là mình chơi được, đúng không ạ? Ví dụ như là mình bán chỉ cần lời 30.000 một đơn thôi, đúng không? Thì mình bán hai sản phẩm mà mình lời 30.000, tức là một sản phẩm mình chỉ cần lời 15.000, nhưng mà một đơn đấy là combo, mình sẽ lời 30.000 một đơn trong hai sản phẩm, thì cần 100 sản phẩm thôi là mình đã có 3 triệu rồi. Và rất là dễ để có cái số lượng như thế này. Tôi cũng khẳng định luôn, và rất là nhiều anh em mình hoàn thành, đúng không ạ, và tạo ra được cái nguồn thu nhập từ cái vấn đề làm dropship cực kỳ tốt. Và khi mà làm được rồi thì anh mình học được kiến thức ở trong đó. Tại vì khi mà tham gia những cái khóa học cao cấp như là dropship về VIP member, hoặc là những cái về digital team, tức là anh mình được học rất là nhiều module, nó tương ứng với các cái module riêng lẻ, thì anh mình hoàn toàn có thể ai đó anh ơi em muốn làm Shopee bây giờ là làm sao, ví dụ như vậy, thì trong đây có cái hướng dẫn về Shopee, nó không có chuyên sâu theo từng module, nhưng mà anh em đủ sức để làm được. Ví dụ như là anh ơi em muốn đăng trên marketplace và làm sao để đăng tốt, thì nó tương ứng với hai khóa là shop marketplace công nghiệp, marketplace công nghiệp và sell top marketplace, được học trong cái module VIP đó, đúng không ạ? Thì anh mình sẽ bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn một cách cơ bản, ví dụ như vậy. Và sau đó là nếu bạn muốn học được thêm nhiều hơn nữa và rõ hơn nữa thì hãy tham gia cái này này, học cái này này thì sẽ được, đúng không ạ? Và các bạn có thể nhìn thấy là ví dụ như cái sản phẩm bạn lời 50.000, chỉ cần khoảng chục đơn thôi là bạn có 500.000 rồi, mà cái kênh này nó tạo ra hàng ngàn đơn, thật sự là nhiều đơn lắm luôn đấy các bạn. Cái marketplace rất là nhiều đơn, cái Shopee rất là nhiều đơn, thì bỏ ra một cái nguồn rất là nhỏ thôi mà mình tạo ra cái giúp mình, đúng không ạ? Mình giúp mình trước này, rồi là mình giúp người khác, đúng không ạ?
thì nó mới đi lâu dài và bền vững được, và nó mới tạo ra nguồn thu nhập gọi là thụ động hay là như thế nào đấy tôi không rõ, đúng không ạ? Vì anh em mình hiểu, nhưng mà đó là cách mà tôi đang làm, đó là cách mà tôi kiếm tiền thế thôi. Còn lại mà anh em mình tùy cái mà tư duy, tùy cái vận dụng, tùy cái vấn đề mà anh em mình để mình mổ xẻ, mình phân tích rồi mình hiểu, đúng không? Còn lại căn bản là phải như thế thì nó mới 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 ok được đó. Thì đó, thì nó tương ứng với module đấy thì mình bắt đầu mình hướng dẫn được, thì quá trình mình làm cho mình này, mình affiliate này, nó tạo ra cái nguồn, đúng không ạ? Mình tạo ra hệ thống kênh mà, được học về website mà, đúng không ạ? Mình tạo ra website rồi mình đưa những cái vấn đề mình lên. Thì căn bản là trong kinh doanh nó gồm hai vấn đề là kinh doanh sản phẩm và tạo thương hiệu bản thân. Kinh doanh sản phẩm tức là mình phải tạo ra kênh Shopee, kênh fanpage, kênh group, đúng không ạ? Rồi là đăng lên trên Instagram, đăng lên TikTok để bán cái sản phẩm đó. Còn một cái vấn đề mà anh mình không hiểu được là tại sao affiliate lại ông phải làm kinh doanh, tại vì ông làm kinh doanh thì ông mới có những cái giá trị như thế này này. Ông làm kinh doanh thì ông mới có cái giá trị, ông hiểu về digital marketing, ông hiểu về công cụ, ông hiểu về làm web thế nào, ông hiểu về cái ứng dụng của nó. Thì khi mà tất cả những cái đấy gọi là kinh nghiệm làm, ông thể hiện lên trên blog, ông thể hiện lên trên kênh YouTube cá nhân, ông thể hiện lên trên kênh fanpage cá nhân, ông thể hiện lên kênh Facebook cá nhân, thì người khác sẽ hiểu, à thì ra là ông này đang làm Shopee, đúng không ạ? À thì ông này đang làm website, à thì ra là ông này đang làm cái mô hình là affiliate hay là làm mô hình để dropshipping. Thì người ta từ cái đó người ta mới nhìn nhận ra được là ừ, bây giờ tôi muốn học quá, tôi liên hệ ông, thì ngay chỗ này nó tạo ra affiliate, đúng không ạ? Còn lại bây giờ ông cứ học là ừ, affiliate là cầm link đi giải, đúng, nhưng mà nó quá chung chung và làm cho người khác sai lệch, người ta lại bị dính vào những cái bẫy là ừ, bây giờ là cứ tham gia cái này đi, bỏ 5 triệu vào tham gia cái này, rồi là ông sẽ gì, ông sẽ cầm cái link này ông đi giải lung tung, ai mà mua qua thì ông sẽ được tiền. Còn làm gì có cái gì mà dễ như thế, nếu mà dễ thế thì ai cũng giàu, đúng không? Và nó rất khó, nó rất là từng 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 mô đun một, từng vấn đề, từng kiến thức một, và bản thân mình làm được này, mình truyền cảm hứng được cho người khác, lúc này đúng không, mới là tiền. Còn lại cái việc mà tôi ví dụ như là anh em mình thấy một cái mô hình nào đó, ừ, có thể giới thiệu vào trong này là bạn sẽ được hoa hồng, thì trừ bất động sản thôi và trừ những cái mà liên quan đến thực tế như là buôn bán xe máy, rồi là những cái sản phẩm vật chất nó rất là thực tế để cần có sự giới thiệu gọi là môi giới, đúng không ạ? Thì cái này ok chấp nhận. Còn cái mà trên internet, đúng không ạ, làm gì có cái miếng bánh nào nó dễ ăn, đúng không ạ? Và tất cả những cái mà không tạo ra lợi ích cho người khác, không tạo ra lợi ích cho bản thân mình, đúng không ạ? Đặc biệt là mang lại lợi ích cho người khác thì cái đó cần phải xem xét. Còn lại đúng không ạ, xem xét theo mức độ nào đấy là tùy mọi người hiểu và tùy cái mức độ mà anh em bị nhồi sọ. Có nhiều cái tin đúng không ạ, sai lè lè ra nhưng mà nó vẫn nói là nó đúng, đúng không ạ? Tôi cũng không hiểu vấn đề, đúng không ạ? Còn lại trong đây ông học SEO ông sẽ ứng dụng vào trong kinh doanh như thế nào, ông SEO top như thế nào, đúng không ạ? Như vừa xong là cáp sạc iPhone tại Ninh Thuận nó ra top 1, đúng không ạ? Có rất là nhiều người mua ở tôi và tôi thấy cái này hay, tôi bày lại cho anh em mình. Ông nào muốn là cáp sạc iPhone tại Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, đúng không ạ? Thái Bình, đúng không ạ? Long An gì đó, ông muốn học giống như tôi thì tôi ông học và tôi chỉ cái đó, đúng không ạ? Ông học được thì nếu mà ông thành công, ông ra được thì ông cảm ơn tôi một cái, đúng không ạ? Còn lại chi phí như là mình tính, đúng không ạ? 600 hay là 700, 800 ngàn tôi dạy rồi ông trả tôi thế thôi, thì tôi chỉ còn không thì thôi, thì đó mới là lợi mình lợi người và mình kiếm tiền một cách chính đáng. Còn lại là cần phải xem xét lại, đúng không ạ? Và đó là cái mà mình muốn chia sẻ. Còn cái mà digital team ngày hôm nay đến ngày mai đó là 5 triệu, hết ngày mai nó sẽ là 10 triệu, là làm sẽ đầy đủ luôn. Còn không thì anh mình cứ học từng module một, có học module nào thì học module đó. Và vì cái Zoom này, cái buổi thảo luận này nó sẽ được lưu lại và cho những anh em mình sau này được tiếp cận nữa, đúng không ạ? Thì mình, anh em nào và muốn nghiên cứu cái vấn đề nào, đúng không ạ, thì anh mình liên hệ, đúng không ạ, và báo với admin qua cái số điện thoại là 0365 988 719, đúng không ạ, Zalo, đúng không ạ, 0365 988 719, hoặc là Facebook quyetdào.com và quay cái website, đúng không ạ, blog quyetdào.com, Facebook là facebook.com/quyetdào.49, đúng không ạ, Facebook quyetdào không dấu, đúng không ạ, như tiếng Anh, đúng không ạ, thì liên hệ với mình, đúng không ạ, hoặc là 0365 988 719. Đấy là những cái kênh chính thống để anh em mình muốn làm gì, đúng không ạ, tôi chỉ cho, đúng không ạ. Còn học hay không tùy, đúng không ạ, học còn nhiều thứ. Đây là bây giờ là bạn cần tư vấn về cái quy trình làm thế nào tôi sẽ chỉ, còn cái lượng kiến thức trong đó thì anh mình có thể tự học online,
đúng không ạ? Tự học trên YouTube, học bên ngoài thầy, rất nhiều thầy đang dạy, đúng không ạ? Chỗ nào rẻ, chỗ nào hiệu quả mình học, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là tạo ra được kết quả của bản thân mình, vậy là ok, đúng không ạ? Còn tôi cũng như thế thôi, đúng không? Tôi cũng như thế, đúng không ạ? Ai bày tôi, đúng không ạ? Ai hướng dẫn tôi thì chỗ nào tốt mình làm, đúng không ạ? Cái nào mà hiệu quả và nó mang tính chất lâu dài thì mình tập trung. Và trong năm 2021 có những thứ mà mình nên đầu tư nghiêm túc, một trong số đó là marketing online. Có lẽ bán gì không quan trọng, bán như thế nào mới là điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Ok, và đấy là cái mà